mì đây. À, kia có một quả chín rụng kìa bà con ơi. Đấy. Wow. Úi giời. Ngon quá. Nhiều mít chín quá. À, đã được quả mít rụng rồi nhá. Wow. Đây là cái mít mật này. Đây, mọi người xem cái mít mật kìa. Cũng vặt ăn tương đối rồi đấy, nhưng chỉ còn một số thôi. Mấy hôm nay trời nắng quá, chắc là nó chín nó rụng rồi, không biết. Đây, cho xem mấy cây này nhé kìa. Wow, quả sánh nhỉ nhé. Đấy, wow. Đây nhá. Cái mít mật đấy, mít mật của mình nhá. Vũ mít nha. Nhiều mít quá. Yeah. Đây là cây mít mật. Cây mít mật nha. Mình vừa phát hiện có một quả chín rồi. Đấy là cái quả này. Đó. Rất là thơm. Mình tiến hành vặt. Hello, chào cả nhà nhá. Đang trèo lên cây để đi vũ mít này. Trời rất là nóng. Mít chín rất là nhiều nhá. Đấy, mít. Hôm nay được ngày chủ nhật đi ra thăm vườn mít nhá. Đấy, đây mẹ mình đang đi ra xem ngó xem có quả nào chín không này. Để vặt về cho các con các cháu ăn nhá. Ui, cái mít. Đây cái mít mật nhá. Cái mít mật rất sai quả luôn. Ai da. Ai nhúng nhỉu luôn nhá. Thấy chưa? Đấy. Quả nó hơi bé thôi. Mỗi quả này được khoảng 5 cân. 5 đến 10 cân thôi. Ô, thơm thế nhỉ? Có quả nào chín hay sao nhỉ? Ai, cây mít mật này. Ôi, sao thơm thế? Để chuẩn bị treo lên vỗ. Ồ. Úi giời ơi, đây rồi. Anh nhặt được một quả chín nhá. Úi giời ơi này. Đây là nó rơi nhá. Rơi này phè múi ra ngoài này, rơi phòi múi ra ngoài này. Ủa. Ui chín thế này. Nào thơm thế. Ui xồi ôi. Ôi phí quá. Nhưng vẫn ăn được cả nhà. Thấy chưa này. Ủa. Phòi múi này rơi. Đúng là mít mật. Đúng mít mật. Ủa. Đây phải chén luôn tại gốc thôi. Chén luôn phần tại gốc thôi đấy nhá, cuống thôi nhá, vừa rụng nhá. Cuống của nó vừa rụng đấy nhá, nó mít chín cây nhá. Ngon quá là ngon. Đấy, quả mít, ôi dồi ôi, rơi này. Rơi phí thế nhỉ. Đây. Bụp. Chín rồi. Để bổ ăn luôn thôi. Ôi, quả mít ngon quá. À, cái quả này mình dụng ạ. Quả này rất ngon. Ôi, ôi, ôi dồi ôi. Vườn, vườn ấy ra, vườn ấy. Vỡ hết rồi. Ui trời. Ui trời ơi, ngon quá, ngon quá. À, không, bà che mày quay con. Bà đứng ở đâu này. Bà đứng ở đâu này để bà ngửa ra để con ấy cho mày quay cho. Không, không phải hết này, cứ để đã, bà giữ đây con. Đấy, từ từ đợi con tí. Ngon quá cả mọi người ạ. Đấy nhá. Mít mật nhá. Ôi. Bà ngươm cả nhà ơi. Không rồi. Đây bà thả nó. Bữa ra ái. Thôi thôi. Ồ. Quả này nó lại vừa bị thối nữa. Ăn rồi. Thôi ăn rồi. Đấy. Hai mẹ con ra vườn ăn mít luôn tại gốc nhá. Tại gốc.
Ngon, ngọt. Mít mật được cái cứ cho vào mồm cái là đấy luôn, nó nuốt chửng vào luôn. Mít mật ăn nó dễ chịu. Quả này nó bị thối nhiều. Mít mật ăn dễ, rất dễ tiêu nhá. Đấy, bị sâu. Quả này cây nó mà thấp ấy, là chúng ta có thể bửa luôn ra ăn được. Ngon quá. Bạn ngồi hẳn xuống. Không ngồi được. Không ăn hết được. Tí nữa lại còn điên cỗ nữa nhỉ. Thôi chẳng nữa. Nữa. Ngon quá. Cứ thế bê về à bà? Bây giờ thế này là tắt rồi. Mít mật là ăn no được nhá cả nhà nữa. Để con ăn nốt miếng này cho. Đây cần nốt miếng này. Ngon quá. Ui. Đấy bố nó lùi chỗ này đi được. Cho nó đứt đi được. Mẹ nhấc cái chỗ này vào. Đấy chắc phải nó lùi xuống đó. Chỗ này nữa con. Ui chiều. Cứ đợi đi ăn luôn. Thì mình nhấc tất cả thứ này vào rổ. Về đứa nó là ăn thì ăn. Đó. Ơi, rồi. Ui giời, thích tao ấy, thích tao. Ngon. Đây, rồi. Chén nốt. Còn cái nửa kia là mang về nhà nhá. Đấy. To lắm. Quả này chắc phải một yến. Đó. Bà về trước á. Mật ăn nó đầu tiêu, ăn nó nhanh tiêu. Nó không đầy. Mít mật ăn nhanh tiêu dễ đấy. Dễ tiêu nhá. Dạ. Cái quả đây miếng ngọt này kìa. Ngon quá. Ngon. Vâng. Thế cần mấy quả tỏi. Ôi, quả này ngon không? Quả này ngon quá. Nhìn mà. Đấy, mang thang ra đi vỗ ấy. Nó rất là cao nhá. Rất là cao mọi người ạ. Ôi, ăn được quả mít à. Mệt quá. Thời tiết rất là nóng. Cái trong nhà mình có quả ạ. À, thế à? Thời tiết đang rất là nóng. Đang bây giờ đang phải 38 độ. Sao ba lại để xuống thế làm gì? Để xuống ai nó nhìn thấy cái thang như đấy. Đấy, để thang hạ xuống không sợ trộm. Sợ trộm nó nhìn thấy là nó sẽ ăn trộm. Nó sẵn thang là nó trèo lên là nó vặt hết mít. Đấy, bà mới bắt đầu ôm còn nửa quả. Hai mẹ con vừa đánh chén hết một nửa quả, bây giờ còn một nửa quả mang về. Đây, bố nó cầm cho mẹ nữa. Vâng. À, cứ để đấy, cứ để sao con cầm nhá. Cái sách còn mít à? Còn mít nào? Cái tay khi sách à, đây, đây còn quả rụng nữa này mọi người này. Chín rồi đấy. Tao sách về cái. Ồ, chín rồi à? Ừ. Gỗ thử xem. Ồ, lại chín. Cũng mít mật nhá. Ồ, quả này ai yêu không để mình tặng luôn nhỉ? Ồ, cây này lắm. Ôi, mặt trời siêu quá. Ui, quả mít này đã luôn rồi, mọi người. Đấy, mùa hè thì ăn mít thôi.
ăn mít là hoa quả là dễ nhất. Ấy, và năm nay gần 80 nhá. Đấy, à, mít mật đấy, thấy không? Đánh chén hết nửa quả rồi, còn nửa quả mang về cho các cháu. Mít đánh chén tại gốc luôn. Đây cần cây dừa, cây dừa đầy quả, chưa có thời gian để vặt. Đấy nhá, đấy, nhặt thêm được một quả nữa này. Nhặt thêm được quả mít mật nữa. Trồng mít mật này giờ ít nha, nhà gia đình có lắm. Người ra vườn nhặt được cái quả mít này các bạn ạ, mít mít mật đấy, quả nhỏ thôi nhưng mà rất là ngon. Đấy, đấy chín á. Đấy, mít mật là chỉ nghe tiếng gỗ này là chín thôi, chứ còn nếu mà đợi để nó bụp bụp ấy thì nó sẽ nát. Đấy các bạn nhìn, nhà nhiều mít thì gà nó ăn mít này. Đấy kìa, các bạn nhìn gà đấy, gà tre đang ăn mít đấy. Đấy đấy đấy, đấy gà ăn mít nha. Đấy, thằng gà mái đang ăn này, thằng gà mái tre đang ăn này, thằng gà trống lên nó cướp mất, thấy không? Đấy, mít mật này gà trống nó ăn, gà ăn ngon lành luôn. Thấy chưa, mọi người thấy chưa? Đấy, nó ăn xong nó lau mỏ. Còn cái thằng mái nữa, mái lại ăn nốt, ăn thừa. Đấy, mái lại chén nốt gà trống. Ngon lành luôn các bạn, mật nha, mật ngon lắm. Thôi mình xin dừng video đấy nhá, mọi người xem video nhớ bấm kênh ủng hộ mình nhá, mình xin cảm ơn.